Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là cách làm bánh bò nướng theo kiểu truyền thống, nhưng đặc biệt hơn là nướng trong nồi cơm điện. Rất là dễ làm, nhanh chóng, là tiện lợi. Và bánh xốp mềm, rất nhiều rễ tre, và lại có mùi thơm nữa. Thì sau đây mời các bạn cùng theo dõi cách làm. Đầu tiên, để làm bánh bò nướng thì mình sử dụng hoàn toàn từ bột gạo. Mình sử dụng đây là bột gạo Vĩnh Thuận, và mình sẽ sử dụng là 250g bột gạo Vĩnh Thuận, và tổng cái lượng nước là khoảng là 400ml nước. Đây mình sẽ cho vào đây là 250g bột gạo. Mình không sử dụng bột năng, vì cái bánh bò nướng thì nó sẽ có cái độ hơi khô hơn cái bánh bò hấp, nên phải sử dụng nhiều nước hơn, và nó sẽ có cái độ hơi dai rồi thì không cần sử dụng bột năng nữa. Và không thể thiếu là cơm rượu. Mình sử dụng 100g cơm rượu, và trong đây nó sẽ ngậm là khoảng là 50ml nước cơm rượu. Cho cơm rượu vào và bóp cho cơm rượu thật là mềm ra. Khi làm cái bánh bò thì mình luôn thử cái cơm rượu này trước. Nếu mà cơm rượu làm nhà thì thường để 7 ngày thì làm cái bánh bò nó sẽ ngon. Còn nếu mà mua ngoài chợ thì thường là người ta bán cơm rượu này ăn kèm với xôi bò, thì khoảng 3-4 ngày thì người ta đã bán rồi, thì cái độ chua nó ít chua hơn. Vì vậy cái thời gian ủ bột nên ủ thời gian lâu hơn vẫn được. Đầu tiên mình nhồi bột thì mình sẽ cho vào trong này là 150ml nước dừa tươi. Và để cho cái bánh giữ được lâu hơn thì có thể là nấu nước dừa tươi lên cho nó sôi lên và để nguội. Nhưng 100ml nước dừa tươi này cho từ từ vào, không cho hết vào. Mình cho từ từ và mình bóp cho cơm rượu nó nát ra. Và mình nhồi khoảng là 20 phút. Nhồi xong thì mới cho thêm 30ml nước dừa tươi vào nữa. Và nhân tiện đây mình cũng xin chia sẻ cụ thể hơn. Trong các video lần trước có thể mình chưa chia sẻ rõ ràng vì sao mình phải nhồi bột. Vì cái tay mình có cái hơi ấm, và khi nhồi bột mình sử dụng một cái lực nữa thì tạo ra một cái hơi ấm nhiều hơn. Mà cái cơm rượu này nó lên men nhanh mạnh, thì khi mà được nhiệt độ khoảng là 30-40 độ C thì cái cơm rượu này nó lên men nhanh mạnh, thì làm cho bột nhanh nở hơn. Cái cục bột ban đầu này mình sẽ vo lại cho các bạn thấy nó sẽ có cái độ rất là cứng. Và đây là cái cục bột mà sau 20 phút nè, các bạn vo viên tròn lại xong các bạn để thì nó sẽ chảy xuống và nó có cái độ mềm hơn. Như vậy là được nè các bạn à. Và cho thêm 30ml nước dừa tươi nữa và bắt đầu ủ bột. Và các bạn thấy là các bạn nhồi kỹ thì chưa ủ nữa, bột nó đã nổi cái bọt khí nè. Ủ thì mình sẽ mang đi phơi nắng. Còn nếu các bạn nào mà ở nơi mà không có nắng thì để dưới ánh đèn điện, còn không nữa thì để bên ngoài bình thường, nhưng ủ thời gian sẽ lâu hơn. Bột đã ủ được 4 giờ đồng hồ thì cái bột nó đã nở lên gấp đôi nè, nở lên đến đụng cái bao thực phẩm luôn. Các bạn cũng đừng quan tâm quá đến thời gian ủ bột, mà các bạn hãy ủ bột làm sao để cái bột nở lên gấp đôi là được. Tiếp theo mình sẽ cho là 170ml nước dừa tươi còn lại vào trong cái bột này, và mình nấu lên cho đường tan ra. Và mình sử dụng đây là 180g đường. Đường mình sử dụng đây là hơi ngọt. Các bạn nào thích ít ngọt thì giảm lại từ 150 đến 180g đường, thì mình thấy là cái lượng đường nó sẽ ngọt. Và cái lưu ý thứ ba mình muốn gửi đến các bạn, đó là khi chọn nước dừa tươi thì chọn cái quả thật là non, thì cái nước nó sẽ trong hơn, làm cái bánh nó dai hơn, và cái bánh nó ra nó vẫn trong hơn với cái nước dừa tươi già. Và để cái bánh giữ được lâu thì khi làm bánh bò nên cái lượng nước mà cho vào bánh bò thì nên nấu cho nó sôi lên, và để còn ấm ấm thì cho vào trong bột, thì cái bánh nó giữ được lâu hơn nhiều. Đây này các bạn ơi, mình sẽ mang gần lại cho các bạn thấy cái bột nước sốt nó mềm và nó nở cao lên gấp đôi so với cái bột ban đầu của các bạn ủ. Và cái lưu ý thứ tư mình muốn gửi đến các bạn là sau khi ủ bột lần thứ hai xong rồi thì nên lượt bột qua rây và cho thêm một thìa cà phê dầu ăn vào thì bánh nó sẽ mịn và sẽ mềm hơn. Đây các bạn, mình sẽ quay gần lại, khi mà cho một thìa cà phê dầu ăn vào thì bọt khí nó sẽ tan dần. Lượt qua rây thì lượt nhiều lần qua rây, càng mịn thì càng tốt. Nồi cơm điện nào cũng nướng được bánh bò. Cái nồi cơm điện có tráng cái lớp chống dính ở bên trong này thì khi nướng thì cái bánh nó đẹp hơn. Tiếp theo mình sẽ thoa dầu ăn vào trong cái nồi cơm điện. Và cái lưu ý thứ năm mà mình muốn gửi đến các bạn là nướng bánh mỏng mỏng thôi. Nướng bánh mỏng thì bánh sẽ mềm hơn, và nướng bánh dày thì lâu chín và nó sẽ bị độ khô hơn rồi. Với cái bánh mỏng mình sẽ cho vào trong này nướng với cái bánh hơi dày thì để khi chụp hình thì cái rễ tre nó nhìn rõ hơn thì các bạn nhìn đẹp hơn. Các bạn bật cái nút nấu cơm này, nấu cơm bình thường các bạn nấu đó. Có loại nồi cơm điện thì kéo xuống, còn có nồi cơm điện thì gạt qua. Thì nhấn cái nút bình thường là nút khúc. Khi nào cơm điện chuyển sang chế độ ủ ấm thì các bạn kiểm tra bánh chín thì trở bề lại. Thời gian nướng, cái bánh nướng mỏng thì khoảng thời gian là 30-40 phút. Cái bánh này mình nướng dày thì mình nướng khoảng 5-60 phút. Các bạn nướng mỏng hơn thì nướng khoảng 30-40 phút. Và cũng đừng để bánh lâu quá trong nồi cơm điện. Bánh chín là mình trở bề xong, và bánh vàng rồi mang ra. Để lâu quá thì bánh nó cũng bị khô nữa. Nên mang ra khi bánh chín thì bánh nó sẽ mềm. Đây này các bạn thấy cái bánh nó phồng lên và nó mềm không? Các bạn nhìn cái bánh nó trong là được. Trong lại thì các bạn trở mặt qua. Đây mình làm không khéo nè, cái bánh nó sẽ bị nứt á. Đây mình cho cái đĩa vào trong, mình sẽ úp ngược lại thì thấy nó dễ hơn. Đây mình sẽ cho cái đĩa vào. Nay mình thử cái bánh nó chín này. Cái bánh nướng dày như vậy này, chụp hình lên sẽ đẹp, nhưng mà nó sẽ không có mềm bằng cái bánh nướng mỏng đâu. Đây các bạn, cái bánh nướng lần thứ hai này, nó có độ mỏng hơn và sẽ mềm mại hơn rất là nhiều lần. Mà các bạn nên lượt qua nhiều lần thì bánh sẽ mềm hơn nhé. Nướng mỏng thì nó lại thơm mà nó mềm nữa. Cái bánh nó trong, các bạn sử dụng nước dừa tươi không này, bánh nó trong veo luôn. và nó mềm. Bên ngoài thì nó có độ hơi dai dai, thơm thơm, bên trong thì mềm xốp, ăn rất là ngon các bạn à. Các bạn hãy làm thử đi nhé. Nếu như cái bánh bò hấp nó đã ngon thì cái bánh bò này vừa ngon vừa lại vừa thơm nữa. Và trong video lần sau mình xin giới thiệu các bạn là cách làm mứt dừa vị lá dứa. Và trong video cách làm bánh bò nướng ngày hôm nay chưa rõ ràng cũng như thiếu sót thì rất mong được sự góp ý của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.